Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin lúc 10 giờ của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 10, nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Viên Chăn của Lào, Thủ tướng đã dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Canada. Tại hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Canada về thúc đẩy kết nối và tự cường, lãnh đạo các nước hoan nghênh những tiến triển tích cực đạt được trong quan hệ hợp tác ASEAN-Canada kể từ khi nâng cấp lên đối tác chiến lược năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng để phát triển đối tác chiến lược ASEAN-Canada tự cường mạnh mẽ hơn, Thủ tướng đề nghị Canada đẩy mạnh hợp tác nâng cao khả năng chống chịu trước các thách thức của biến đổi khí hậu, hỗ trợ các nước ASEAN và đặc biệt là tiểu vùng Mekong trong chuyển đổi năng lượng, bảo vệ môi trường, quản lý thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải, hướng tới phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Canada cũng cần tham gia hỗ trợ ASEAN đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, an ninh mạng. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN và Canada nhất trí thông qua tuyên bố chung về thúc đẩy kết nối và tự cường ASEAN. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự hội nghị cấp cao ASEAN Ấn Độ lần thứ 21. Tại hội nghị cấp cao ASEAN Ấn Độ lần thứ 21, lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao cam kết của Ấn Độ đặt ASEAN vào vị trí trung tâm trong chính sách hành động hướng Đông, cũng như trong sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương IPOI của Ấn Độ, đóng góp tích cực cho sự phát triển toàn diện quan hệ ASEAN-Ấn Độ. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN và Ấn Độ tiếp tục vun đắp nền tảng chung về văn hóa, xã hội, con người, phát triển quan hệ hai bên ngày càng vững mạnh, toàn diện. Thủ tướng hoan nghênh, đánh giá cao và ủng hộ các sáng kiến của Ấn Độ như sáng kiến Liên minh Năng lượng Mặt trời, Liên minh Nhiên liệu Sinh học, Liên minh Cơ sở Hạ tầng, Chống chịu thiên tai, cũng như đề nghị Ấn Độ hỗ trợ phát triển dược phẩm. Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN và Ấn Độ cần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển bứt phá, phát huy những thế mạnh, có tính hỗ trợ lẫn nhau và mở cửa thị trường của nhau hơn nữa. Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo thông qua tuyên bố về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN, Ấn Độ vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và tuyên bố chung về thúc đẩy chuyển đổi số. Chiều ngày 10 tháng 10, cũng trong khuôn khổ dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Viên Chăn của Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Tại cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với EU và các nước thành viên, đề nghị EU tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa hai bên EVIPA và sớm gỡ bỏ thẻ vàng EUU đối với xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới phía EU đã cung cấp khoản viện trợ nhân đạo trị giá 650.000 euro giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi vừa qua. Nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU, Chủ tịch Charles Michel khẳng định EU sẽ thúc đẩy sớm phê chuẩn EVIPA, xem xét tích cực việc tháo gỡ thẻ vàng EU cho Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở khu vực và trên thế giới. Gặp Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Malaysia thông qua Trung tâm Điều phối Viện trợ Nhân đạo của ASEAN đã hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi. Nhấn mạnh đây là hành động hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết và tự cường của các nước thành viên ASEAN trong ứng phó với các thách thức chung. Hai thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành hai nước trong việc triển khai các nội dung đã thống nhất, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban Hỗn hợp Thương mại Việt Nam-Malaysia nhằm duy trì đã tăng trưởng kim ngạch thương mại khả quan, nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, giáo dục, hàng không, du lịch, cũng như các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, hướng tới đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Quốc phòng hai nước,
tích cực triển khai bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký tháng 12 năm 2023, đề nghị sớm ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực cùng có lợi như an ninh, giáo dục, hàng không. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thiết lập cơ chế tham vấn và quản lý về biển, đối xử nhân đạo với tàu cá và ngư dân bị bắt giữ, phù hợp với luật pháp quốc tế và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, sáng nay Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan có liên quan. Báo cáo tóm tắt về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 10, dự kiến bế mạc vào sáng ngày 30 tháng 11, dự phòng chiều ngày 30 tháng 11 và được tổ chức thành hai đợt. Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét 42 nội dung, nhóm nội dung bao gồm 30 nội dung thuộc công tác lập pháp, 12 nội dung về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Bên cạnh đó, có 12 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, thời gian qua các cơ quan hữu quan đã tích cực chủ động, phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị các nội dung bảo đảm yêu cầu để kịp trình Quốc hội. Đến nay, Văn phòng Quốc hội đã nhận được cơ bản các đầu tài liệu của kỳ họp. Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội đang tiếp thu ý kiến của các cơ quan hữu quan vào đề án tổ chức công tác thông tin báo chí tuyên truyền về kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, bảo đảm tuyên truyền hiệu quả sâu rộng, đậm nét, toàn diện, các điều kiện bảo đảm về hậu cần, cơ sở vật chất kỹ thuật, an ninh, an toàn đến nay cũng cơ bản hoàn tất để sẵn sàng phục vụ kỳ họp. Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc triển khai thi hành luật thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt luật thủ đô. Ngày 28 tháng 6 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật thủ đô sửa đổi và được Chủ tịch nước công bố tại lệnh số 09 ngày 23 tháng 7 năm 2024. Luật thủ đô sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Luật quy định các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho thủ đô, bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và tuân thủ Hiến pháp năm 2013. Để đảm bảo các nội dung của luật được triển khai thực hiện có hiệu quả, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai thi hành luật và tổ chức hội nghị triển khai thi hành luật. Xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, đảm bảo có hiệu lực đồng thời với luật. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Ban hành các văn bản quy định chi tiết, đồng thời tổ chức phổ biến luật thủ đô sửa đổi và các văn bản quy định chi tiết luật ở các bộ ngành và địa phương. Sáng nay tại Hà Nội, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Các đại biểu nhận định điều kiện triển khai việc giám sát của các đại biểu Hội đồng Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh nhân sự mỏng, còn do cơ chế thực thi hoạt động giám sát như cơ sở vật chất, điều kiện để tổ chức đại biểu thực hiện hoạt động giám sát chưa đảm bảo. Do đó, các đại biểu đề nghị dự thảo luật cần thống nhất quy trình giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp, mở rộng thành phần đoàn giám sát, bổ sung thêm báo cáo thực hiện sử dụng đất hàng năm tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân, bổ sung vào dự thảo luật điều khoản quy định việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm được thực hiện theo nghị quyết số 96. Thưa quý vị và các bạn, do ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật đất đai, Thủ tướng đã phê bình 13 địa phương gồm Cao Bằng, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Nông, Tiền Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Phú Yên, Bình Phước và An Giang. Thủ tướng yêu cầu các địa phương trên đánh giá nguyên nhân tác động đến phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân để xảy ra việc ban hành chậm, báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý trước ngày 15 tháng 10. Luật đất đai có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8. Nhằm hướng dẫn thi hành luật, Chính phủ đã ban hành 10 nghị định, Thủ tướng ban hành 1 quyết định, các bộ trưởng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính ban hành 5 thông tư. Quảng Trị hiện có khoảng gần 2.000 hộ dân sống ở các khu vực cạnh sông suối, đồi núi đang phải đối mặt với nguy cơ sạt lở đất hiện chưa được di dời. Trong các mùa mưa bão, tình trạng sạt lở đất liên tục tái diễn và diễn ra ngày càng đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân nơi đây. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam tại huyện miền núi Hướng Hóa. Khu vực tôi đang đứng đây là thuộc thôn Miệt, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Và toàn bộ cái khu vực này thì có rất nhiều cái ngôi nhà tọa lạc ngay bên mép những cái vực sâu
và hai bên là các cái đồi núi cao. Mưa bão đến thì ở đây sẽ đối diện với cái nguy cơ sạt lở đất bất cứ lúc nào. Cứ đến mùa mưa, bà Pun và nhiều hộ dân ở thôn Miệt Cũ, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa phải đi kiểm tra về độ an toàn đất đá xung quanh khu vực nhà mình. Bà con nơi đây phần lớn dựng nhà ở cạnh mép sông, dưới chân núi và cả cạnh vực thẳm. Làm thế nào được, sạt lở đất thì phải chịu thôi. Sống như này thì nguy hiểm, nhưng giờ biết đi đâu được. Đất đai dựng nhà mới thì không có, tiền bạc thì bà con quá khó khăn, dân bản trông chờ chính quyền thôi. Đêm trời mưa thì không được ngủ mà đi hết xung quanh để sợ sạt lở. Ban đêm 9 giờ, 10 giờ, đêm 11 giờ cũng thức. Vì sợ sạt lở thì không ngủ được. Cứ đi xung quanh nhà này sợ hắn sát con lợn thì không biết đi chỗ môn. Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị hiện có 45 điểm nguy cơ cao về sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến đời sống của trên 2.600 người. Có 19 điểm nguy cơ sạt lở núi thuộc diện cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện công tác di dân ra khỏi vùng nguy hiểm chưa thể thực hiện được vì thiếu quỹ đất bố trí tái định cư cũng như đất sản xuất tại chỗ cho người dân. Về giải pháp lâu dài thì huyện và các ngành chức năng của huyện sẽ tập trung xây dựng các khu tái định cư nhằm di dời toàn bộ các hộ dân nằm ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao về sạt lở đất, sạt lở núi, nguy cơ lũ ống lũ quét về những khu tái định cư để có cuộc sống đảm bảo an toàn. Trước thêm mùa mưa bão năm nay, tỉnh Quảng Trị đã rà soát bổ sung thêm 17 khu vực rủi ro cao về sạt lở đất nằm tập trung ở huyện miền núi. Hiện Quảng Trị đang tiếp tục yêu cầu cơ quan chuyên môn đánh giá, phân vùng rủi ro các loại hình thiên tai để có giải pháp chủ động ứng phó cụ thể. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Theo thông tin từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Israel và Hamas đã thống nhất về một lệnh ngừng bắn nhân đạo ở giải Gaza để UNICEF có thể tiến hành đợt tiêm vaccine bại liệt thứ hai vào ngày 14 tháng 10. Lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa Israel và phong trào Hamas sẽ được áp dụng theo từng khu vực và yêu cầu sự tôn trọng từ các bên. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết đợt tiêm vaccine bại liệt lần thứ hai sẽ dành cho khoảng 590.000 trẻ em dưới 10 tuổi. Bên cạnh đó, thì UNICEF sẽ bổ sung vitamin A để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ em, vì hầu hết trẻ em ở Gaza sống trong điều kiện vệ sinh kém. Vòng đầu tiên của chiến dịch tiêm vaccine bại liệt đã được triển khai vào ngày 1 tháng 9 vừa qua, đạt được mục tiêu là 90% trẻ em dưới 10 tuổi đã được tiêm chủng. Chiến dịch được thực hiện theo từng giai đoạn trong 2 tuần là thời gian tạm dừng giao tranh giữa các bên. Trước tình hình bão Minton đổ bộ và gây thiệt hại nặng nề, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội tổ chức họp khẩn để thảo luận các phương án khắc phục hậu quả của cơn bão, đồng thời hỗ trợ người dân tái thiết. Hiện nay, các thành viên của Hạ viện và Thượng viện trong Quốc hội Mỹ chưa có kế hoạch trở lại thủ đô Washington cho tối ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 sắp tới. Mặc dù vậy, trước sức ảnh hưởng của cơn bão Milton, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Quốc hội nên nhóm họp đầy đủ các thành viên thật sớm để đưa ra phương án giải quyết nhu cầu cứu trợ của người dân. Tôi nghĩ Quốc hội nên hành động nhanh nhất có thể, đặc biệt là đối với nhu cầu cấp thiết nhất từ người dân. Trước đó đã có những nỗ lực chung của toàn bộ chính phủ và các bộ để hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng. Theo chỉ đạo, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang sẽ mở các trung tâm phục hồi sau thảm họa trên khắp các cộng đồng bị ảnh hưởng ngay lập tức. Sẽ có một địa điểm cụ thể được lập ra để người dân đến đó và tra cứu thông tin hỗ trợ. Trước đó, bão Milton đã càn quét bang Florida với nhiều trận lốc xoáy, gây ra thiệt hại nặng nề, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng triệu người bị mất điện. Nga với tư cách là nước chủ trì nhóm BRICS năm nay đã kêu gọi các đối tác tạo ra một giải pháp thay thế cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Theo giới quan sát, động thái của Nga nhằm giảm sức ảnh hưởng từ các quốc gia phương Tây trước thềm diễn ra hội nghị thượng đỉnh BRICS vào cuối tháng này. Bộ trưởng Tài chính Nga Anatol Siluanov cho biết hệ thống tài chính toàn cầu do các nước phương Tây kiểm soát và nhóm BRICS đại diện cho 37% nền kinh tế toàn cầu cần phải tạo ra một giải pháp thay thế. Theo ông Siluanov, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới đã không thực hiện đúng vai trò của mình mà cũng không hoạt động vì lợi ích của các nước thuộc khối BRICS. Những năm gần đây, du lịch trải nghiệm leo núi đã thu hút rất đông khách du lịch, đặc biệt là các bạn trẻ ưa thích khám phá. Những đỉnh núi cao nhất Việt Nam với vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ và nên thơ đã hấp dẫn, sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời đối với những người yêu thiên nhiên. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngắm nhìn từ trên cao ở đỉnh Tả Chi Nhù, là một trong 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam.
Hai năm trở lại đây thì đỉnh núi Tà Chi Nhù có độ cao là 2.979m so với mực nước biển, là đỉnh núi cao thứ 6 ở đất Việt và ghi danh vào một trong 15 đỉnh núi cao và đẹp nhất Việt Nam, thuộc khối núi Pù Luông nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ trong địa phận huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Vào tháng 10 là thời điểm hoa chi pâu, cỏ mật rồng trên đỉnh Tà Chi Pù nở rộ và đẹp nhất. Những quả đồi bao la giữa mênh mông mây trời được phủ một màu tím nhạt tạo nên khung cảnh hùng vĩ đẹp mê lòng người. Không gian rộng lớn, không khí mát mẻ, trong lành, trên đầu là đại dương mây, dưới chân là thảm hoa tím tím, khiến cho nhiều du khách vỡ òa trong cảm xúc khó quên. Tà Chi Nhù không chỉ là điểm tô vẽ đẹp kỳ vĩ, nên thơ cho khung cảnh núi rừng trùng điệp ở vùng dẻo cao Tây Bắc, mà còn là đỉnh núi khiến cho bao người mơ ước đặt chân đến. Những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã khép lại bản tin lúc 10 giờ của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại!